Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính đảnh lễ chư tôn, trưởng lão, hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng ni. Kính thưa quý đồng hương Phật tử, hôm nay chúng tôi rất là hân hạnh được về được mời về để chứng dự ngày trọng đại, tức là ngày đại lễ Phật Đản Phật lịch năm 2568 dương lịch 2024 tại chùa Bát Nhã, thành phố Santa Ana, miền Nam California, Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, không khí của ngày lễ hôm nay theo cái sự nhận thấy của chúng tôi là rất là vui, vui vẻ. Chư tôn đức tăng ni từ các trú xứ trong vùng cũng như các vùng Santa Ana cũng như các vùng phụ cận đã về tham dự rất là đông đủ, ở trên chắc có lẽ là khoảng gần trên 200 vị về tham dự. Ngoài ra Phật tử và đồng hương cũng về tham dự rất nhiều trật trong chánh điện. Thì kính thưa quý vị, mặc dù chùa Bát Nhã gần đây, nhưng quý vị biết là rất là có nhiều cái chuyện xảy ra mà cái dư luận trên truyền thông báo chí không có được vui vẻ cho lắm. Tuy nhiên, đó chỉ là cái chuyện của bên ngoài của ngôi chùa, chứ còn ở trong cái sự sinh hoạt của Phật giáo. Tại chùa Bát Nhã thì chúng tôi cũng thấy là không khí rất là nhộn nhịp, từ chư tôn đức về tham dự cho đến quý Phật tử về tham dự, và những cái gian hàng bán thực phẩm của chùa cũng rất là đông, rất là vui. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng tất cả những cái chuyện mà xảy ra đó thì không ai biết bằng cái chuyện của nội bộ hết. Tuy nhiên, cái lòng hoan hỷ của tất cả chư tôn đức tăng, chư tôn đức ni, các vị lãnh đạo tinh thần của các chùa, các tự viện cũng như đồng bào Phật tử thì rất là hoan hỷ, rất là vui vẻ trong cái niềm hoan hỷ vui vẻ này để dâng lên cúng dường mừng ngày giáng trần của đấng từ phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi cũng là một vị trong những vị được về tham dự cũng trong cái niềm vui và hoan hỷ. Nhân đây mùa Phật Đản năm nay, chúng tôi xin đại diện cho Đài Pháp Âm Phật Giáo Toàn Cầu xin kính chúc chư tôn thiền đức tăng ni khắp các và quý Phật tử khắp các nơi trên thế giới bước tức là có hưởng được một cái mùa Phật Đản tràn đầy hỷ lạc vui vẻ, để chúng ta cùng nhau đón mừng ngày giáng trần của đấng từ phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thành kính đảnh lễ quý ngài và xin trân trọng kính chào tất cả quý vị. Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô U Thọ Hà Thích Chủng Thọ Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và nhân đây chúng tôi cũng xin cảm ơn anh Đê Minh David cũng như cô giám đốc đài, cô ca sĩ Thùy Linh, mặc dù không có đến dự được nhưng mà anh Minh cũng đại diện cho đài về đây lấy một cái phóng sự tin tức cho đại lễ Phật Đản tại chùa Bát Nhã được diễn ra hôm nay. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả các anh chị em tại bốn đài. Xin thành kính tri ân. Nam mô A Di Đà Phật. Chùa Bát Nhã và chúng con thuộc thành phố Santa Ana, tiểu bang California, Mỹ Quốc, cùng chúc niềm vui với tất cả người con Phật khắp năm châu, long trọng tổ chức đại lễ Phật Đản Phật lịch 2568 dương lịch 2024. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư.
Di Đồng A Còn nó dạy bằng chứng minh. Nam mô Bổn Sư whose broad stripes
lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta đã tị nạn khắp nơi trên thế giới, dù ngàn trùng xa cách, chúng ta hướng về quê hương Việt Nam và lá cờ vàng ba sọc đỏ, cử hành quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Vườn Lâm Tỳ Ni,
Ngài chào đời với ánh bình minh rực rỡ, như đỏ đàm u bừng nở, gió nhạc êm đềm, chim hót liễu lo. Núi Tu Di cúi đầu đón mừng bậc thầy của nhân thiên ba cõi. Ngài hướng về phía bắc cung dung đi đến bạch đỏ sen vàng, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, làm chấn động cả vũ trụ càn khôn. Như vậy lần đầu tiên các nhân loại tin mình thật sự đã đến với nhân thiên. Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia từ dòng họ, xuất thân từ dòng họ Sakya, con của Tịnh Phạn và hoàng hậu Mã Gia, và sau đó ngài đã tu hành thành đạo dưới cội cây Bồ Đề, hiệu là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, giáo chủ của ba loài, bậc thầy của muôn loài. Khi Đức Thế Tôn xuất hiện giữa cõi ta bà, chúng sanh đang sống trong hắc ám vô minh của đêm dài tám tuổi, ngài ra đời như ánh bình minh gọt tan vàng u tối vô minh. Khi mà Lạp Sơn hiên ngang hùng vị, tuyệt phủ quan năm ấp ủ tinh anh, đã xuất hiện bậc vị nhân siêu việt như mặt trời soi sáng cõi trần gian. Mặc dù hôm nay chúng con thiết trí lễ đài thì cũng vừa ngày cảnh đàn Đức Như Lai, tuy nhiên dù có những khả năng bền toàn, nhưng chúng con kính vọng đến sự thể hiện của Đức Thích Ca Mâu Ni bằng tất cả tâm thành. Chúng con xin được mượn cả pháp hậu hình hậu tướng để tuyên dương pháp bất sanh bất diệt của Đức Thế Tôn thấu triệt một cách rõ ràng hơn 2600 năm, và trở về tham dự đại lễ hôm nay, cho phép chúng con được thành kính đế đầu đàn lễ được giới thiệu Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Đào Hiệu Thường Phước Hà Phần, thành viên Hội đồng Giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ, viện chủ chùa Trí Phước đương vi chứng minh cho buổi lễ. Toàn thể đạo tràng cho một tràng vào tay để chào đón Hòa Thượng quang lâm và chứng minh. Chúng con xin được mạn phép giới thiệu Hòa Thượng Đào Hiệu Thường Nguyên Hà Trí, Phó Chủ tịch Nội vụ Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ, viện chủ chùa Bát Nhã. Hòa Thượng, chúng con vì bình duyên cho nên không tham dự trong buổi lễ hôm nay, nhưng chúng con xin được thành tâm đế đầu đặt lễ được cung kính giới thiệu. Chúng con thành kính đế đầu đặt lễ được giới thiệu Hòa Thượng Đào Hiệu Thích Minh Mẫn, thành viên Hội đồng Giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ, viện chủ chùa Huệ Quang chứng minh cho buổi lễ. Chúng con thành kính đế đầu đặt lễ giới thiệu Hòa Thượng Đào Hiệu Thích Thông Hải, Đệ Tam Phó Chủ tịch Ngoại vụ kiêm Tổng vụ trưởng Tổng vụ Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ, viện chủ chùa Bảo Quang chứng minh cho buổi lễ. Chúng con thành kính đế đầu đặt lễ giới thiệu Hòa Thượng Đào Hiệu Thích Minh Hồi, Tổng vụ trưởng Tổng vụ kiến thiết Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ, viện chủ Như Lai Tiền Từ Santiago, quang lâm và chứng minh. Chúng con thành kính đế đầu đặt lễ được giới thiệu Thượng tọa Đào Hiệu Thích Thường Tịnh đến từ Như Lai Thường Từ, quang lâm và chứng minh. Chúng con thành kính đế đầu đặt lễ được giới thiệu Thượng tọa Đào Hiệu Thích Tịnh Mạng, trụ trì chùa Phiên Quang Santiago, quang lâm và chứng minh. Chúng con thành kính đế đầu đặt lễ được giới thiệu Thượng tọa Đào Hiệu Thích Huệ Minh, quang lâm và chứng minh cho buổi lễ. Và chúng con thành kính đế đầu đặt lễ được giới thiệu chung chư tôn thiền Đức Tăng Ni, chư tôn thiền Đức Tăng đã quang lâm và chứng minh cho buổi lễ hôm nay. Xin quý vị một tràng vào tay thật dài. Và cho phép chúng con được giới thiệu chư tôn thiền Đức Ni, hôm nay chư tôn Đức Ni đã quang lâm chứng minh cho buổi lễ Phật đàn tại đầu tràng chùa Bát Nhã. Xin quý vị một tràng vào tay cho chư tôn Đức Ni. Và xin được giới thiệu tất cả các anh em nghệ sĩ đã trở về tại đào tràng để dâng lời ca tiếng hát của mình cũng vừa. Ngài Phật Đạt tại đào tràng chùa Bạc Nhạc, xin quý một tràng vào tay cho anh em nghệ sĩ. Và xin được giới thiệu tất cả các vị truyền thông, báo chí đã về đưa tin cho buổi lễ hôm nay, xin quý vị một tràng vào tay. Và xin được giới thiệu toàn thể thiền nam tín nữ, những gương mặt thân thương đã gắn bó cùng với Hòa Thượng Viện Chủ trong mấy chục năm qua, và những gương mặt Phật tử đã hết lòng hộ trì cho đạo tràng chùa Bát Nhã
Xin quý vị một tràng pháo tay để tán dương công đức đạo tràng chùa Bát Nhã. Và chủ công kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, cùng ngày này trên 2000 năm về trước, khắp cung trời nhẹ thoảng một mùi hoa, hoa không riêng mà chỉ chung cho muôn loài, hoa đà nở với tình thương của nhân loài. Giờ đây cho phép đạo tràng của chúng con được dâng lên những làn hoa tươi thắm cúng dường. Lễ dâng hoa được bắt đầu. Hương hoa nghi ngút tỏa, khói trầm nhẹ nhẹ bay, sông thơm mùi đình tuệ, kết mây giới cúng dường. Hương hoa hương giải thoát, chẳng phải hương cỏ cây, cúng dường Đức Thế Tôn, bậc vô thượng y vương. Đạo tràng chùa Bát Nhã, các em gia đình Phật tử đã hết lòng trong gia đình Phật tử chùa Bát Nhã ngày hôm nay. Những gương mặt các em dù tuổi còn rất nhỏ nhưng đã tập sự đến chùa. Trong những buổi lễ các em đã học những tiếng Việt và sinh hoạt tại nơi đạo tràng chùa Bát Nhã ngày hôm nay. Qua sự nỗ lực của các anh chị trong huynh trưởng đã hướng dẫn các em trong suốt một thời gian dài, và giờ đây những sự hướng dẫn ấy các anh chị đã hướng dẫn cho các em trong lễ dân hoa ngày hôm nay. Các em rất là dễ thương và quý ngài.
À, xin quý vị cho một tràng pháo tay cho cả em. Đây chính là những cái mầm mống của Phật pháp tương lai. Dù cả em đang còn là tập sự, và xin quý vị thêm một tràng pháo tay lớn để tinh thần cho cả em. À, kính bạch quý ngài, tưởng niệm ngày xưa sự ca tỳ, bình minh tỏa rạng lâm tỳ ni, nhạc trời hòa tấu cung huyền diệu, hoa nở người vui rộn kinh kỳ. Từ mỗi năm mùa Phật đàn lại trở về Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ, điều gửi thông bạc đến chư tôn thiền đức tăng ni và quý đồng hương Phật tử. Trong giờ phút này chúng con sẽ được thành tâm để đầu đặt lễ cung thỉnh Hòa thượng Đạo Hiệu Thích Thông Hải sẽ tuyên đọc thông bạc đại lễ Phật đàn Phật lịch 2568 dương lịch 2024. Xin quý vị một tràng pháo tay để chúng ta thành tâm để đầu đặt lễ được cung thỉnh Hòa thượng Đạo Hiệu Thích Thông Hải, viện chủ chùa Bảo Quang, tuyên đọc thông điệp đại lễ Phật đản tại lễ Phật đản chùa Bát Nhã chiều hôm nay. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh, thành tâm để đầu đặt lễ cung thỉnh ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính đảnh lễ chư tôn trưởng lão, hòa thượng, chư tử tòa, đại đức tăng ni. Kính thưa quý đồng hương Phật tử, kính thưa các anh chị em truyền thông báo chí có mặt hôm nay, chúng tôi xin đại lao cho trưởng lão, hòa thượng, chủ tịch của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ, hòa thượng Thường Tín Hàng Dĩa, để được đọc qua thông bạc Phật đản Phật lịch 2648, Phật lịch 2568 và dương lịch 2024. Nam mô Trung Thiên Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn trưởng lão, hòa thượng, chư tử tòa, đại đức tăng ni, kính thưa quý thiền nam tín nữ Phật tử thân mến, mùa Phật đản hôm nay đã về trong lòng tứ chúng đệ tử Phật hình ảnh sơ sinh giữa gốc cây vô trong dung nhan thù diệu, sắc tướng phi phàm là bậc thầy của trời người tôn quý. Ngõ 2648 năm Đức Thế Tôn thị hiện vào đời, để từ thân tác chứng thật đức tướng trang nghiêm, làm nơi quy hướng cho tất cả con người nương tựa tu tập mà đạt thành quả thánh ngay trong hiện đời là thu trú. Một lần giáo lý được thuyết giảng đến cho con người, của con người và vì con người. Chính vì Phật Pháp phục vụ nhân sinh mà nơi đây chúng ta nghe Đức Thế Tôn thuyết giảng cho vua Cô Sa La về cách xử sự với hàng phụ nữ qua bốn đặc điểm của phái yếu. Một, em bé gái Tâu Đại Vương có thể còn quý hơn đứa con trai. Lúc trưởng thành, em có thể là người trí tuệ và phẩm hạnh vẹn toàn, vì kính nể tôn trọng mẹ chồng, một người vợ hiền. Đứa con mà sau này em sẽ mang vào lòng có thể làm nên đại sự và vị trí vì một vương quốc vĩ đại. Đúng vậy, đứa con của người vợ cao thượng sẽ trở thành người hướng đạo chân chính cho cả một quốc gia. Đức Phật đã minh thị và tôn trọng trong thế giới loài người là sang bằng giai cấp và xóa bỏ nô lệ. Đức Phật dạy trong Thánh Pháp luật của Như Lai không có giai cấp và nô lệ. Con người ai cũng có
khả năng tu tập và chứng đắc. Vì con người ai cũng có dòng máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn như nhau, thì làm sao có giai cấp và nô lệ trong thế giới con người, và ngược lại phải tôn trọng, quý kính và bình đẳng. Tiêu biểu tinh thần phục vụ nhân sinh ấy qua những hình ảnh là đưa thế giới phụ nữ ra ánh sáng. Thứ hai là xóa bỏ nô lệ. Từ thứ ba là sang bằng giai cấp. Thứ tư là giáo dục con người tu chứng ngay nơi đời hiện tại. Như một chàng Angulimala, như một ngàn Abibali, hai vua chúa quần chúng dân già. Toàn bộ thánh pháp luật của Phật được nhắm đến mục đích bình đẳng cho con người, tạo điều kiện thuận lợi, hướng thượng để cho con người thăng hoa sự sống thánh thiện mà không ai bắt ép ai, không ai đánh mất của ai về sự tự do và sự hạnh phúc, về sự tự tu và sự tự chứng vốn đã có trong mọi người, con người của chúng ta hôm nay và ở mai sau. Cộng đồng Phật giáo Việt Nam hôm nay đang hoằng pháp nơi hải ngoại, đang sống trong một quốc gia văn minh, tiến bộ trên thế giới. Luật pháp hiện hành là một sự biểu tỏ bảo vệ đời sống con người một cách có trật tự và hữu hiệu qua hai phạm trù vật chất và tinh thần. Tôn giáo từ sự thuận lợi ấy, kính mong chư tôn đức tăng già hãy tập chú vào sự tu tập, biến tấn các hàng Phật tử tu tập, tổ chức những đạo tràng tu tập hàng quý qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, mở lớp Việt ngữ để dạy cho các con em thế hệ thứ hai, thứ ba nói tiếng Việt. Đây là giữ gìn nền văn hóa mẹ đẻ, văn hóa ông bà tổ tiên từ ngàn xưa. Kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh là soi rọi lại lòng mình, sống có chánh niệm, tỉnh giác để cùng đồng hành với các dân tộc Phật giáo trên thế giới tiến tới chân trời tự do, văn minh, tiến bộ của thế kỷ 21 này. Được như vậy, quả thật là một niềm tự hào của cộng đồng Phật giáo Việt Nam nơi hải ngoại, và có như vậy, chúng ta mới không cô phụ công đức của chư vị lịch đại tổ sư trên dòng lịch sử Phật giáo Việt Nam 2000 năm qua. Kỷ niệm mùa Phật đản năm nay, Hội đồng Giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ thành kính gửi lời cầu chúc tốt đẹp nhất đến cho chư tôn đức tăng ni và toàn thể quý Phật tử giữ vững niềm tin yêu bất bại và luôn phát niệm dẫn tâm để kiện toàn mọi Phật sự của giáo hội, để đem lại sự lợi ích an lạc, an vui cho con người và trên thế giới. Thành tâm kính chúc chư tôn đức trưởng lão hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni luôn được khỏe mạnh, bình an trên con đường hằng dương Phật pháp và gìn giữ ngôi tam bảo được bền vững. Trân trọng kính chúc quý thiền nam tín nữ, gia đình Phật tử vô lượng an lành, vô lượng cát tường. Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát. Ngày 15 tháng 4 năm 2024, Hội đồng Điều hành Chủ tịch Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa. Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên Cơ Tu Thọ Hà Thích Tụng Thọ Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thành kính đảnh lễ chư tôn thiền đức tăng ni. Chúng con thành lễ niệm ơn ngài. Giờ đây nhạc phẩm Tán Thán Phật Thích Ca qua giọng ca của ca sĩ Hồ Quốc Việt. Xin quý vị một tràng pháo tay để chào đón giọng ca Hồ Quốc Việt.
đem đào màu sưởi ấm những hoài mong. Trong giờ phục trang nghiêm thanh tịnh này, toàn thể đạo tràng của chúng con hướng vọng về đức trưởng lão hòa thượng đạo hiệu thượng Phước Hà Thuần, viện chủ chùa Trí Phước chứng minh cho buổi lễ, thành tâm lễ đầu đảnh lễ cung thỉnh ngài quang lâm ban bộ cho chúng con đôi dòng pháp ngữ trong ngày đại lễ Phật đản năm nay. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Toàn thể đạo tràng một tràng pháo tay để cung nghênh hòa thượng chứng minh quang lâm ban đạo tử. Ngài dù tuổi cao sức yếu, nhưng với ý nghĩa thay Phật tuyên dương chánh pháp, với ý nghĩa hoằng dương đạo pháp cho thế hệ con cháu, ngài vẫn quang lâm để chứng minh cho buổi lễ và bác đạo tử. Chúng con thành tâm cung thỉnh ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý vị đồng hương và đồng bào Phật tử có mặt ngày hôm nay, cũng như mọi người con Phật đang theo dõi qua quạt đài báo hoặc là nghe những thông tư. Ngày hôm nay là ngày rằm tháng tư, cho nên có rất nhiều chùa tự hành để Phật đàn, dù âm thầm hay là có mời báo chí và Phật tử đến dự lễ. Kính thưa quý vị, cách đây hơn 2600 năm trước, chúng ta không có báo chí, chúng ta cũng không có tập trung được Phật tử. Thế mà tất cả mọi người có Phật ở tại thành các tỳ la về cùng với nhóm của năm năm nay, ông Kiều Trần Như cùng với chư vị thánh giả đã tu tập ở nơi rừng sâu núi thẳm đó, và vẫn nghe tiếng của Đức Phật Thích Ca đản sanh, nghe thầy Tự Tất Đạt Đa đản sanh, và ông Tiên Na Tư Đà đoán rằng sau này thời gian của chúng ta nhất định sẽ có một bậc vị nhân đem giáo pháp để mà tuyên dương cho tất cả chúng sanh tu tập. Quý vị biết rằng thời đó ở Ấn Độ có trên cả trăm tôn giáo, nhưng chưa có một bậc vị nhân nào đi ra đời mà được những vị tiên thần ở từ những nơi xa xôi để đoán mộng và diêm ngược cái hình tướng của Thái Tự Tất Đạt Đa. Ở đây tăng ni các ai mà có đọc qua cái cuốn mà lúc sơ sanh của Đức Cụ Đàm, cuốn đó là làm thời xưa ở Bảo Liên Hoa, thì chỉ có in tải đen mà thôi, nhưng mà rất đầy đủ từ khi sơ sanh, khi tu tập cho đến khi thành Phật. Hôm nay chúng ta ở đây may mắn sống trên một cái đất nước văn minh, và trong thời đại chúng ta là cách đây hơn 25 năm thì chúng ta đã thấy rằng tất cả những cái di huyền của nước này chúng ta qua được truyền hình, truyền thanh, báo chí để chúng ta biết từ khâu học kim chúng ta có suy tập từ nhiều những điều tất cả. Tuy nhiên chúng ta biết được để mà làm gì? Nếu chúng ta chỉ thực hành một lời của Đức Phật dạy, chứ ác mạt tác, tu thiền phụng hành, tình từ kỳ ý, thì chư Phật giáo và tất cả những điều lần thì phải làm, tất cả những cái việc ác thì chúng ta đều phải ngưng bỏ. Nếu mà chúng ta áp dụng được điều đó thì không những người ở xung quanh nhà chúng ta, chồng vợ con cái cho đến những người xung quanh đều được an lạc và hạnh phúc. Nếu trái lại, chúng ta hàng ngày có tụng kinh niệm Phật thuyết pháp rất là giỏi, nhưng mà chúng ta quên đi
pháp là an trụ ngay cho trong cuộc đời này, chứ không phải là xa lạ. Với một sự thực hành được như vậy, thì chúng tôi tin rằng chúng ta có thể sống 100 tuổi, sống hơn 100 tuổi, nhưng mà chúng ta vẫn minh bạch, chúng ta vẫn nhớ lời Phật dạy để chúng ta thực hành thì lương chúng ta được an lạc. Chúng tôi tự tôn thể đức tăng ni cùng với toàn thể thiền nam tín nữ Phật tử và đồng bào đồng hương xa gần đến tham dự buổi lễ ngày hôm nay, cố gắng tu tập giữ gìn trai giới để cho thân thể chúng ta được nhẹ nhàng và chúng ta xả bỏ cái thân này đi, chúng ta sẽ không lại mang lại cái thân này nữa, chúng ta sẽ còn cái thân tốt đẹp, trang nghiêm và thanh tịnh hơn. Trân trọng kính chào thiên tôn thiền đức nhân toàn thể quý thiền nam thiền nữ Phật tử, Nam mô Thượng Hoàng Thiện Tổ Pháp. Chúng con xin được thành tâm bày tỏ đảnh lễ điểm ơn đức trưởng lão hòa thượng, và giờ phút này chúng con xin được cung thỉnh chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng hoàng hệ quang lâm lên phía trên để niêm hương chính thức thực hành nghi thức đại lễ Phật đản. Châm hương đốt sông ngã mười phương, nguyện kính đức nghiêm từ vô lượng, cầu cầu xin chứng tâm thành chúng con, vân vân quay kết mây lành cúng dường, đạo nhiệm mâu đã lan truyền nơi cùng nơi, nhờ chân lý chúng sanh đều thoát luân hồi, đồng quy kinh quy dưới đại sen, dân hoa thơm tinh khiết màu thắm tươi cành, đại quang minh sáng huy hoàng trang nghiêm. Ơn người phương điệu ngự áo quang tham lành, nhìn đạo uyên trương soi khắp cùng quần xanh, Phật đạo đông cùng nhau tu tinh tấn mau biên thành. Nam mô Phật nhân
Phật đạo
nghi lễ tắm Phật, để cử hành nghi thức lễ tắm Phật. Xin thành tâm để đầu đảnh lễ cung thỉnh quý ngài hoan hỷ quang lâm cho chúng con được cung thỉnh quý ngài cử hành nghi thức lễ tắm Phật. Con nay rơi tắm Như Lai Trí Tuệ Quang Minh Đức Lớn, chúng sinh ba cõi đang chìm đắm được thấy trần gian hiện pháp thân. An Mâu Ni Mâu Ni Tam Mâu Ni Tọa Bà đồng quang lâm để cử hành nghi thức lễ tắm Phật, và sau khi quý ngài tắm Phật xong, chúng con cũng thỉnh quý ngài quang lâm tai đường để chứng minh lễ cúng dường trai tăng chiều hôm nay. Giờ phút này sau khi lễ tắm Phật xong, chúng con cũng thỉnh quý ngài quang lâm tai đường chứng minh lễ cúng dường trai tăng. Trong lúc đào tràng cử hành nghi thức lễ tắm Phật, xin mời ca sĩ Thủy An sẽ dâng lên bài giảng trần và những nhạc phẩm về tán thán Đức Phật để cúng dường ngày khánh đản ngày hôm nay. Xin quý vị một tràng pháo tay thật dài. Tên là Đặng Nguyệt Minh, pháp danh là Dương Nguyệt. Mà kính chào quý đồng hương Phật tử ở Cali và tất cả mọi người trên toàn thế giới. Hôm nay là một ngày rất là hạnh phúc của tất cả những người Phật tử như tụi em và tất cả mọi người con Phật tử trên thế giới. Thật sự là 25.000 năm thế kỷ rồi Đức Phật đã ra đời và đang mang đến tất cả những giáo pháp để cho tất cả những người con Phật tử của tụi em được tu tập. Nếu không có Phật ra đời, tất cả chúng em đều trầm luân sinh tử và rất là đau khổ, không biết con đường nào để vượt qua những khổ đau đó.
Và ngày hôm nay Đức Phật ra đời là vị thị hiện trên thế giới này để dẫn dắt cho tất cả những người quay về chân tâm mình để tu tập và được niềm hạnh phúc. Thật sự con rất cảm ơn Đức Phật đã ra đời và cảm ơn là thế giới này đã có một giáo pháp để chúng con được hàng ngày tu tập, để mỗi ngày thay đổi thân tâm mình và sống trọn vẹn tỉnh thức và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
buồn cha. Một hôm tháng tư đi xa, dặm trời trong gói ta bà, thấy người sinh lão bệnh tử. Khi về lòng những xót xa, bao đêm người ngồi suy tư, bao giờ tâm trí thân đề mãi điều con đường giải thoát, đường ấy chính là đi du. Một đêm người bỏ ra đi, một thân người chẳng mang gì, từng thân trên lưng ngựa chắc. Vinh danh chí tôn cao cả.